Chào các em, hôm nay chúng ta chúng ta sẽ học cách nhận biết về số Recognize, recognize là nhận biết Recognize numbers, number là các con số Number from 1 to 10, từ 1 tới 10 Recognize numbers from 1 to 10 1, 10, từ 1 đến 10 You draw a line to join the numbers from 1 to 10 Chúng ta sẽ vẽ một đường thẳng You draw a line, you draw a line to join the number để kết nối các con số này lại với nhau từ 1 đến 10 from 1 to 10. You must draw a line from the number 1 2 3 so we draw a line. We draw a line, vẽ một cái đường thẳng như thế. From 1 to 2, from 1 to 2. Now we draw a line from 2 to 3 từ 2 tới 3 đây. Draw a line, you draw a line like this. And then you draw a line from 3 to 4. Vẽ một đường thẳng từ 3 đến 4. Draw a line like this. Like this. And then we draw another line. Vẽ một đường khác. Draw another line from 4 to 5. Like this. Like this from 4 to 5. And then from 5 to 6. Vẽ một đường khác từ 5 tới 6. From 5 to 6. From 5 to 6. And then 6 to 7. 6 to 7 like this. Southern by six to seven, and from seven to eight, from seven to eight, like this, and then from eight to nine, from eight to nine, from nine to ten, from nine to, to ten. That was our line. Now we start again from one to two, from two to three, from three to four, from four to five, from five to six, and from six to seven. From 7 to 8 And from 8 to 9 And from 9 to 10 That was our, our problem We draw We recognize the numbers Nhận biết cái con số từ 1 đến 10 Ok Now the next lesson Bài học kế tiếp của chúng ta Chúng ta sẽ phải học kỹ lại Cách đếm You count Chúng ta sẽ học cách đếm You count From 1 to 5 Từ số 1 tới số 5 nha Học đếm số từ 1 đến 5 You count You count Count Là đếm số You count from From 1 to 5 So now we have some objects on the right Một số cái vật thể bên tay phải của chúng ta You count the objects in each row Trên mỗi một dòng Trên mỗi một dòng ở đây Mỗi một dòng á Các con nhìn thấy là Bên trái sang bên phải From left to right Then trace the number Sau đó các con sẽ đồ Đồ con số trên cái tập tài liệu của các con. Okay, you have one watermelon. One, so you trace, okay, a number, number one right here on the left. And here is the watermelon. Watermelon. Một trái, một trái, dưa hấu. And then here you have two peanuts. Okay, peanuts. So two, you write number two. Còn viết con số hai ra. You write number two on your on your paper, two, two peanuts, okay, two peanuts, and here you have three, you have three, three oranges, orange, oranges, ba quả cam, three, three oranges, three oranges, ba quả cam, and then you have what, you have four, four apples, four apples, apple, one apple, two apples, three apples, and four, four apples, okay, so you trace, you raw the Number four here on the left hand side and dry right here you have number five so you have five what mango the mango first this the, the uh, first mango the second the third okay one mango two mango three mangoes and four mangoes and five okay in total you have five mangoes here okay five so now you have one two three four and five okay excellent that finish our our second subject from counting from 1 to 5 okay the second the third lesson bài học thứ ba bài học thứ ba của các con các con sẽ học đếm số luôn nhưng mà sẽ học đếm số từ từ 6 đến 10 các con sẽ học đếm số từ 6 đến 10 If we count chúng ta sẽ đếm tiếp tục đếm to count count là đếm đếm số to count count from 6 to from 6 to 10 từ 6 6 đến 10 from 6 to 10 and the same pattern cũng giống như cái cái cách làm vừa rồi we count the objects in each row trên mỗi một hàng thì chúng ta sẽ phải đếm đếm các các vật then trace the number sau đó các con sẽ phải viết trên những cái con số này ok so you have the star fruit star fruit là cái còn có trái gì đây trái khế the star có nằm cạnh giống như ngôi sao đấy star fruit Star star fruit, okay. The star fruit you have six in total. One star fruit, two star fruit, three, four, five, and six. Okay, six star fruits. Okay, and the pearl. How many pearls? Có bao nhiêu quả lê đây? How many pearls? You have seven. You have seven pearls. One, two, three. 4, 5, 6, and 7. Okay, 7. Okay, and then you have what? You have 8. 8 is what? What are they? Chúng là cái gì đây? Chúng là những quả chanh đó. The citron or the lemons. You can say citron or lemons. They are the same. 8 lemons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 with 4 make... Okay, make 8. In total, you have 8 eight lemons. Ok, eight lemons. And here in the end, phần cuối cùng chúng ta có bao nhiêu quả gì đây? Ok, strawberries. strawberry, strawberry dâu tây đấy, dâu tây nine. Number number nine here. Nine strawberries. Ok, the first one, one strawberry, two strawberry, three, one, two, three, max six, and then one, two, three again, max nine. Three, 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 and nine, okay? In total, you have nine, nine strawberries Strawberries, dâu tây Đấy, các con học chữ strawberries, dâu tây Okay, and here you have ten Ten what? Mangosteen, mangosteen Mangosteen là những quả măng cụt, okay? You have ten in total One, two, three, four, five, six And four here 10 mango team. Okay, 10 mango team. Okay, we repeat it once again. 10, 9, 8, 7, 6. Okay? So we count from 6 to 10. 6, 7, 8, 9, and 10. Or we can count back. Okay? 10, 9, 8, 7, 6. Okay. And right here you have 5, 4, 3, 2, And one đấy bài học của chúng ta đơn giản chỉ có vậy thôi chỉ có vậy thôi rồi chào các cháu nha goodbye see you next time